cái giọng không có người mà tự đông đưa, như đang có người nằm lắc vậy. Đấy, ngày xưa thường ông bà già thường nói không nên đông đưa giọng khi không có người ngồi trên giọng, nếu không thì rất sợ. Sợ có những nhân linh thích đùa, nghĩ là đùa chơi, nhảy lên giọng đông đưa. Các cụ xưa cũng hay dạy chúng ta là như vậy, không nên để giọng không đông đưa. Có người kỹ hơn là khi không thấy ai nằm giọng thì tháo giọng.